Mỗi sản phẩm của 3M đều vô cùng nghiêm ngặt trong mọi quy trình, đầu tư dây chuyền sản xuất máy móc hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối. Đây là lời quảng cáo trên website của công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng 3M. Còn đây là xưởng sản xuất sữa thực tế mà doanh nghiệp này đặt hàng. Trong căn phòng khoảng hơn 30m², có hai người công nhân đang trực tiếp thực hiện việc sản xuất sữa. Không ai có trang phục bảo hộ lao động, cũng không đeo khẩu trang, thậm chí còn tay trần cầm vào lon sữa. Trong căn phòng cũng có nhiều đồ đạc khác nhau. Theo các chuyên gia, việc sản xuất sữa trong điều kiện như vậy khó mà đảm bảo được yêu cầu theo luật an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm sữa bột. Đáng nói hơn, khi nhiều sản phẩm ở đây dành cho đối tượng từ sơ sinh đến trẻ nhỏ. Trong một không gian là nhiều thùng, không nhiều là thùng các tông gì, rồi là nào là tivi, rồi nào đồng hồ, nào rổ nhựa, rồi là ngay cả người công nhân tay trần đội mũ lưỡi chai, rồi không phải mũ bảo hộ trong sản xuất, mặc áo cọc tay, mặc quần đùi, quần xà lòng, rồi là dùng tay trần để mà đưa sản phẩm vào trong lon, thì tôi cho rằng cái này là không đảm bảo điều kiện, rất nguy hiểm, dễ là gây nhiễm trùng cho cái sản phẩm này. Tôi chưa nói đến về chất lượng, nhưng độ về vô trùng là rất nguy hiểm đến cho người tiêu dùng, đặc biệt đối với trẻ em rất nhạy cảm. Sản xuất sữa không đảm bảo vệ sinh, nhưng chủ xưởng sản xuất sữa này vẫn khẳng định cơ sở của ông vẫn được cấp đầy đủ giấy an toàn thực phẩm hẳn hoi, mỗi tháng cho ra lò cả 100.000 hộp sữa. Tụi anh phải có giấy công bố chất lượng sản phẩm đầy đủ hết, chứ đâu có làm bảo được. Ít nhất là của Sở Y tế cấp tất cả các nhãn luôn. Rồi giấy ISO HACCP vệ sinh an toàn thực phẩm phải đầy đủ hết. Một tháng thì tụi anh sản lượng anh khoảng 10.000 thùng. Mỗi thùng là bao nhiêu lọ? Mỗi thùng 12 lọ. Tại xưởng sản xuất này, hàng nghìn vỏ hộp sữa các nhãn hiệu như Alan Mills, Minolac, NutriPro, Mayolac, Monte đang được xếp chồng lên nhau, chờ đơn đặt hàng là cho vào xưởng đóng hộp. Đại diện xưởng sản xuất này cho biết, xưởng của ông gia công sản xuất sữa bột cho nhiều công ty khác nhau. Tức là của anh gia công cho nhiều công ty. Này, ví dụ như cái này của thằng MH, nó chịu trách nhiệm công bố cái sản phẩm này. Đấy, của thằng này là của thằng Haruko. Ví dụ như thằng này của công ty Đồng Minh Lộc ở ngoài phòng. Nó tức là của anh gia công cho rất nhiều thằng. Sản xuất sữa với 3 không, không bảo hộ lao động, không dây chuyền hiện đại, không đảm bảo vô trùng, nhưng mỗi tháng hàng 100.000 các hộp sữa gia công này vẫn tuôn ra thị trường tới tay người tiêu dùng. Còn các công ty phân phối vẫn ra giả lời quảng cáo các sản phẩm này được sản xuất tại nhà máy sản xuất lớn và đạt tiêu chuẩn HACCP quốc tế.